Cận cảnh viên hộp sò, 8 trái tim, 8 mũi tên, 8 mũi tên khi đặt ở chế độ bóng râm. Không bật chế độ đèn flash, không sử dụng đèn flash. Quay bằng điện thoại bình thường thôi. Và đây là viên Super Etiquette, 8 mũi tên ra rất là rõ ràng. Vùng mặt bàn chỗ table là nó sẽ có vùng ánh sáng trắng. 8 cái mũi tên rất rõ nét là màu đen. Và cái mũi tên đi ra rất là thẳng nét. Mũi tên nghiêng qua nghiêng lại nè, thấy cái mũi tên rất là đẹp. Và đặc biệt cái này là Super Etiquette thì cái độ khúc xạ ánh sáng, cái màu nó ra rất là đẹp. Độ khúc xạ ánh sáng của cái viên kim cương này phải tuyệt đối là hoàn chỉnh luôn, nên thấy nhiều màu sắc, đỏ, da cam, lục, lam, chậm tím, chứ nó không có bị hến mờ đục hay là nó bị những cái vùng sáng tối của nó lên không rõ nét. Này là lên hoàn toàn hoàn chỉnh nha.